Vô Sài Gòn Phan Thiết đi, Sài Gòn Phan Thiết đi. Bây giờ mình đang lái chiếc Suzuki Super Carry Pro. Chào các bạn, mình là Thượng Tiến đến từ kênh Xe Vui Việt Nam. Và kế bên mình đây là chiếc Suzuki Super Carry Pro. Vâng, Suzuki thì họ đã có mặt tại Việt Nam hình như cũng khá là lâu rồi, hình như là tầm 25 năm. Tại sao lý do tại sao mà hôm nay mình lại giới thiệu các bạn một chiếc xe tải? Lý do chính là vì năm nay là một năm dịch bệnh và việc đầu tư vào một đội xe tải để mà vận chuyển hàng hóa thì cũng là nhu cầu thiết yếu. Chúng ta sẽ không bao giờ tránh được cái việc là phải chở hàng cả. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một sơ qua tí xíu về ngoại hình của chiếc xe này nhé. Về phần đầu xe thì các bạn có thấy là cũng giống như những chiếc xe tải khác, đầu bằng khác thôi. Nó là một chiếc xe đầu bằng và ở cái đời này thì chúng ta sẽ dễ canh hơn bởi vì cái đầu nó còn ngắn hơn nữa. Và phần đèn xe thì vẫn giữ những cái nét ngày xưa, đó là nó hình vuông và chóa đèn halogen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào trong khoang nội thất của chiếc Suzuki Super Carry Pro để xem cái khoang nội thất này nó như thế nào. Chiếc xe này nó sẽ mang những cái đặc điểm của đời trước mang qua đến đời này, đó là ghế ngồi thoải mái cho cả người ngồi lái và người hành khách luôn. Vâng, mình đang ngồi trong khoang nội thất của chiếc Suzuki Super Carry Pro. Và trên chiếc xe này nó có điểm khác biệt, đó là cái ghế ngồi có thể chỉnh được nè. Và khi chỉnh như vậy thì chúng ta sẽ có thể ngồi, nếu mà ai mà thấp thì ngồi sát vào tí xíu, ai mà cao thì ngồi rộng ra tí xíu. Rồi, đây là vị trí ngồi thoải mái nhất của mình. Trông cũng khá là ok. Cái điểm quan trọng nhất của chiếc xe này đó là tay lái trợ lực điện. Ở phân khúc này thì rất là ít xe có cái tính năng tay lái trợ lực điện. Và khi có cái trợ lực điện như thế này thì chúng ta sẽ lái xe cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bởi vì trên xe tải thì nếu không phải là trợ lực điện thì chúng ta sẽ phải dùng khá là nhiều sức để đánh vô lăng. Và trên chiếc Super Carry Pro này thì họ đã biết là chúng ta sẽ không muốn đánh vô lăng nó quá nặng đâu. Cho nên là chúng ta sẽ có được một cái trợ lực điện. Một cái màn hình thể hiện tốc độ rất là đơn giản. Những cái hộc đựng ly xung quanh. Ngoài ra thì khi mà chúng ta ngồi vào vị trí lái thì với một chiếc xe tải đầu bằng như thế này thì chúng ta sẽ dễ canh phía trước lắm. Thậm chí là mình có thể canh nó sát sàn sạc phía trước luôn. Nhiều người thắc mắc là tại sao mà những anh tài xế xe tải khi mà dừng đèn đỏ thì có thể canh sát như vậy, là lý do là tại vì nó đầu bằng. Các bạn sẽ có thể cảm nhận được phía trước dễ hơn. Đây, xung quanh mình là có một cái đầu Pioneer và các bạn có thể sử dụng nó để nghe đĩa, nghe nhạc hoặc là nghe FM99. Rồi, một cổng nguồn 12V, 120W để sạc điện thoại và các hộc để đồ, để giấy tờ đây. Và với cái không gian như thế này thì nếu như chúng ta đi một mình thì thậm chí là theo như mình thấy là có thể nằm ngủ được luôn. Nếu như mà chúng ta cứ để ngang như vậy ha, nằm xuống ngủ được luôn, khá là thoải mái. Thế là khá là ổn với một chiếc xe có tải trọng 950kg như thế này. Trần cũng khá là cao. Sàn xe, cái sàn này có thể là chúng ta có thể vệ sinh bằng nước và không sợ nó bị thấm luôn nè. Sàn cao su. Vâng, tí nữa mình sẽ lái một vòng chiếc xe này để cho các bạn xem và xem thử là nó có đủ mạnh để lôi xe đi hay không. Bởi vì cái đây là chiếc xe sử dụng động cơ xăng. Bây giờ chúng ta sẽ ra phía sau thùng của chiếc xe Super Carry Pro này để xem cái phần thùng sau của chiếc xe nhé. Bây giờ mình sẽ mở cái thùng xe này ra. Cái thùng này có chìa khóa luôn nè. Wow, đây là dạng thùng kín. Và nếu như các bạn nào mà mua xe này về và không có nhu cầu thùng kín thì có thể chọn thùng lửng hay là các loại thùng khác. Đây là thùng kín, đang được chất khá là nhiều hàng ha. Và điểm đặc biệt của cái thùng này đó là nó cách mặt đất chỉ có 75cm thôi. Và lý do tại sao nó thấp như vậy, tại vì khi mà chúng ta rinh hàng xuống, cái thùng này nặng nè, đó, khi mà rinh hàng xuống thì cái chiều cao thùng mà thấp như vậy thì chúng ta sẽ đỡ bị mỏi lưng hơn. Còn nếu như mà thùng cao như vậy thì chúng ta sẽ phải di chuyển một quãng đường dài hơn và sẽ rất là mỏi. Rinh lên nào. Và ở đây mình đang cho các bạn xem đây là thùng kín. Còn nếu như nó còn có thùng lửng, rồi xong rồi có một cái thùng quan trọng nữa, có một cái thùng đó là các bạn có thể bán hàng lưu động bằng cái thùng đó. Nó sẽ mở hai cửa cánh chim lên và các bạn có thể dùng để bán hàng lưu động. Nhu cầu hiện tại đó là chúng ta không nên thuê mặt bằng, bởi vì chi phí thuê mặt bằng rất là cao. Và năm nay là năm dịch Covid, cho nên là nếu như các bạn lựa chọn một cái xe Suzuki Super Carry Pro mà phiên bản thùng để mà bán hàng lưu động đó, các bạn sẽ không tốn chi phí mặt bằng. Và có cái lợi nữa đó là sau này thí dụ như không xài nữa thì bán thanh lý đi,
chứ còn tiền mặt bằng thì hàng tháng đóng vào và sẽ không có thu về được. Vâng, mình đang ở trong khoang nội thất của chiếc Suzuki Super Carry Pro. Bây giờ mình sẽ lái một vòng xem nó như thế nào. Nhả thắng tay. Wow, vô lăng trợ lực điện nhẹ lắm, siêu nhẹ luôn. Cần số nằm ngay tắp lô luôn ha. Đặc biệt đó là xung quanh đây chúng ta sẽ có một cái hộc để ly trên đây, sẽ để được một ly cà phê ngay đây ha. Một ly cà phê ngay đây. Và quan trọng nữa đó là cái hệ thống điều hòa này, đó là nó ngoài cái tính năng làm lạnh ra thì nó còn một cái tính năng đó là sưởi. Đây là tính năng rất là quan trọng và rất nhiều xe tải bị thiếu. Đâm ra là nhiều bác tài khi mà sử dụng xe tải ở miền Bắc thì buộc phải đóng cửa kính, không mở máy lạnh để vượt qua những ngày đông. Mà nếu như có một cái máy sưởi thế này thì chúng ta sẽ rất là ấm áp. Rồi, đi thôi. Trời, trợ lực điện có khác. Quá nhẹ nhàng. Lái một tay luôn. Quá nhẹ nhàng luôn. Sài Gòn chợ lớn, Sài Gòn chợ lớn đi. Sài Gòn chợ lớn đi. Vâng, mà người ta nhắc tới xe của Suzuki là một cái hãng xe Nhật thì quan trọng đó là nó rất là bền bỉ. Và chính cái sự bền bỉ này khiến cho người dùng mà đã đi xe của Suzuki rồi thì không cần phải suy nghĩ tới việc là xe có hư hay không hay là bảo trì bảo dưỡng. Hiện tại thì Suzuki họ đã nâng cấp cái chất lượng dịch vụ cũng như là cái bảo trì bảo dưỡng lên. Cái thời hạn bảo hành cũng được Suzuki họ tăng lên đó là 3 năm hoặc là 100.000 km. Wow, mình đang chạy rất là chậm nha, tốc độ là 30. Tốc độ là 30 và đi số 5 luôn. Và cái xe nó không có bị rần, chứng tỏ là cái mức mô men xoắn đủ ổn để mà nó đáp ứng cái xe này. Khi chở hàng thì các bạn không phải lo về cái sức mạnh của nó. Wow, lên rất ngọt. Một cái ưu điểm của động cơ xăng đó là lên rất là ngọt. Rồi bây giờ mình đang đi vào một cái đường khá là ngập nước đây. một con đường bên quận 2, ướt át, nhiều nước. Và một chiếc Suzuki Super Carry Pro như thế này thì sẽ giúp các bạn vượt qua những cái đoạn đường này mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Tại vì trên chiếc xe này còn có một cái ưu điểm nữa là cái phần cản trước á, thì đã được đặt cao hơn, giúp cho các bạn có thể vượt qua những cái địa hình khó khăn. Các bạn có thể nghe tiếng nước xung quanh mình. Đi cái xe mà không có đòi số, tức là cái mô men xoắn của nó đủ mạnh để chúng ta lái thì sẽ cảm thấy là nó thích lắm. Và đặc biệt nữa là như vậy thì nó sẽ tiết kiệm xăng. Còn nếu như mà đi xe mà cái mô men xoắn nó yếu thì nó sẽ luôn luôn đòi số, bởi vì nó rần xe và các bạn sẽ phải đi về số thấp liên tục. Leo dốc nè, leo cái dốc nè, leo dốc. Wow, leo bằng số 3 ở tốc độ là 20 km/h, vẫn rất ổn luôn. À, sau 3 năm sử dụng thì nếu như các bác tài có nhu cầu đổi sang dòng xe cao hơn thì cứ việc đổi thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều, bởi vì Suzuki Super Carry Pro có thể bán lại cái giá rất là hợp lý. Các bạn có thể cân nhắc lựa chọn để mà đổi xe sau 3 năm. Tức là 3 năm đi cũ rồi đổi xe mới thì không có phải lo là nó lỗ nhiều. Đó cũng là một cái ưu điểm mà chúng ta cần phải cân nhắc khi mà mua xe tải, bởi vì cái xe này là cái xe sẽ tạo ra được thu nhập cho gia đình. Các bạn có thể thấy là với một cái xe mà trợ lực điện thì mình đang lái vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái, không cần phải đắn đo suy nghĩ. Số cũng mượt. Đang lên ga nè. Ở số 4, không có rần xe, thích lắm. Và thời gian bảo hành của xe này là 3 năm hoặc là 100.000 km và miễn phí công bảo dưỡng 3 lần. À, toàn là số 3 thôi. Miễn phí công bảo dưỡng 3 lần thì các bạn sẽ được lợi rất là nhiều khi mua chiếc xe này.
Trên chiếc xe này ngoài ra thì còn có một cái hệ thống báo động và sẽ giúp cho chiếc chủ xe không lo bị mất cấp. Cái hệ thống báo động này cùng với chìa khóa mã hóa thì sẽ khiến cho cái xe này an toàn hơn. Thực ra thì cái chuyện mất cấp xe ở Việt Nam nó không có xảy ra đâu, hiếm lắm, nhưng mà cái báo động này sẽ giúp cho các bác tài biết được là có ai đột nhập vào trong cabin hay không. Chi phí vận hành của Super Carry Pro thì rất là tiết kiệm. Ví dụ như các bạn lái 3 năm 100.000 km mà với cái lượng xăng tiêu thụ của xe này là khoảng 7 lít trên 100 cây thì một ngày các bạn sẽ tốn khoảng 90.000 tiền xăng. 90.000 tiền xăng với cái giá xăng là khoảng 15.000 đồng. Đó, 90.000 tiền xăng. Thì rất là rẻ. Các bạn bỏ ra 90.000 để mà tạo ra được một khoản thu nhập rất cao. Nếu như mà mua một chiếc xe tải về để mà làm một cái đội xe tải chuyên chở hàng. Đó. Nói chung là mình gợi ý với các bạn thêm một cái hướng để mà kinh doanh thôi. Năm nay là một năm rất là khó khăn. Cho nên là chúng ta luôn phải tìm những cái hướng nào đó khác để kinh doanh. Thì đây là một cái hướng mà có thể là một cái công cụ giúp cho các bạn kiếm tiền bằng một chiếc Suzuki Super Carry Pro. À, cái điểm quan trọng nữa đó là trên cái xe này đó là Suzuki họ đã nâng cấp cái hệ thống treo, giúp cho khi các bạn chở hàng thì nó cũng ổn định, và khi mà lái mà thùng không có tải như bây giờ, ngoài sau đang để rất là ít hàng, thì cũng khiến cho mình cảm thấy là nó không đến mức quá sốc. Những cái xe khác nếu như mà hệ thống treo quá cứng thì chúng ta đi sẽ bị sốc lắm. Nhưng mà trên cái xe này thì nãy giờ mình lái như các bạn cũng đã thấy trong clip đó là nó không hề sốc gì cả. Đây cũng là một cái ưu điểm, bởi vì các bạn sẽ đỡ bị đau lưng. Các bác tài sẽ đỡ bị đau lưng. Và sẽ khó mà... Nói chung là những cái xe tải là những cái phương tiện mà các bác tài phải đối mặt với nó thường xuyên hàng ngày. Và rất nhiều bệnh nghề nghiệp xảy ra với bác tài xe tải, ví dụ như là bị, quan trọng nhất là bị đau lưng. Thì cái ghế nó phải đủ êm và cái hệ thống treo trước nó phải đủ mềm để cho chúng ta lái xe nó không bị ảnh hưởng tới cột sống. Wow. Ngoài những cái điểm khen về động cơ thì cũng phải khen tí xíu về cái kèn. Cái kèn rất to. Kèn rất to. Các bạn có thể thấy là mình quay đầu thẳng về trên một cái đường luôn. Rõ ràng đây là cái ưu điểm nè. Bán kính quay đầu rất là nhỏ ha. Chiếc xe này mình đang thử đi những cái đường cua coi thử là nó có ổn định hay không. Thì xác nhận là đủ xài, ổn. Và đây là một cái điều rất là quan trọng khi mà lái xe, nhất là xe tải. Bởi vì sao? Nếu như bán kính quay đầu mà nó lớn thì các bạn sẽ khó mà canh đủ khi mà quay đầu xe. Và các bạn nào có nhu cầu mua xe thì có thể đến các trung tâm của Suzuki để xem và lái thử chiếc xe này. Xin chào các bạn.